Dạ kính thưa quý vị, đây là theo dòng thời sự Chủ nhật ngày 1 tháng 9. Thưa quý vị, ngày hôm nay theo dòng thời sự có một cái thời sự hết sức là đặc biệt. Là tại vì chúng tôi truyền hình VSN rất là hân hạnh mời được hai vị. Một vị là ông Risha Watkin, tác giả cuốn Writer Thunder. Dạ, ông Fred Kostner, một nhà làm phim của hãng Kostner Phim đóng ở tại Phoenix, Arizona. Và anh Nha Sĩ Quý là một cái người có thể nói là rất là thân thiện với cái Ủy ban xây dựng nghĩa trang Biên Hòa Hải Ngoại, đóng cũng như là cái người đã từng dịch cuốn sách rất là hay mà chúng tôi đã đưa lên truyền hình một lần, sẽ là cái người tiếp tay chúng tôi trong cái việc mà trình bày cái show ngày hôm nay. Thưa với quý vị, trước xin quý vị cho tôi một số phút để chúng tôi trình bày từ đầu tới đuôi tại sao có cái show này, thì quý vị có thể nắm vững vấn đề hơn. Thưa, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu hai nhân vật người Mỹ. Người đầu tiên là tác giả Risha Watkin, người đã viết cuốn sách Ride the Thunder, xin tạm dịch là Cưỡi Ngọn Sấm. Cuốn sách này nói về chiến tranh Việt Nam và cuộc chiến đấu hào hùng của binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa trong thời điểm mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Quảng Trị và năm 1975 tại Việt Nam Cộng Hòa bị mất vào tay Cộng sản Việt Nam. Người thứ hai là nhà làm phim Fred Kostner của hãng phim Kostner Film đóng phim ở Phoenix, Arizona. Ngày hôm nay, ông Kostner sẽ trình bày lý do tại làm sao ông thực hiện cuốn phim này. Xin lỗi quý vị. Trở lại nhân vật thứ nhất là tác giả Risha Watkin mà chúng tôi sẽ phỏng vấn hoàng sau đây. Ông là một cựu thiếu tá thủy quân Hoa Kỳ, phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến từ năm 80 cho đến 95. Trong cương vị này, ông đã có cơ hội tiếp xúc với các sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở tại Việt Nam và được nghe kể lại những trận đánh hào hùng của binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa cùng với các sĩ quan cố vấn Mỹ, đặc biệt là trận đánh tái chiếm cổ thành Quảng Trị, đã từng được ông mô tả là trận đánh cứu một quốc gia, xúc động bởi những điều nghe thấy. Ông bỏ ra 5 năm trời để tìm, cũng như đã đi về Việt Nam 4 lần để thu thập tài liệu viết cuốn sách Ride the Thunder. Cuốn sách này được nhà xuất bản World News Daily xuất bản tháng 7 2009 và trở thành cuốn sách bán chạy nhất về chiến tranh Việt Nam trong nhiều năm liền. Cuốn sách hiện có ở trên mua, có thể mua trên amazon.com. Nội dung cuốn sách và cuốn phim mà chúng tôi sẽ trình bày nói về Trung tá Lê Bá Bình, là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến Việt Nam. Cuộc đời của ông từ ngày lập gia đình trải qua trận đánh lẫy lừng năm 72 tại các cổ thành Quảng Trị, rốt cuộc rồi thất trận Việt Nam Cộng Hòa năm 75, và Trung tá Lê Bá Bình đã đi tù cải tạo tại Nam Hà ngoài miền Bắc 11 năm trời. Sau đó gia đình ông được qua Mỹ theo diện HO và làm hai, và năm 2003 Trung tá Lê Bá Bình đã được quân lực Hoa Kỳ tặng thưởng huy chương cao quý Silver Star, huy chương cao nhất có thể tặng cho một quân nhân ngoài quân đội Hoa Kỳ. Vì gương anh dũng chống lại kẻ thù nước Mỹ, hiện nay gia đình Trung tá Lê Bá Bình đang cư ngụ tại San Jose, California. Theo tác giả Watkin, thì trường hợp Trung tá Lê Bá Bình là trường hợp điển hình cho hầu hết các gia đình sĩ quan Việt quân lực Việt Nam Cộng Hòa cả đời sống và chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam. Sau 75 đi tù cải tạo dài hạn, nhưng vợ vẫn trung thủy nuôi con chờ chồng trở về. Cuộc đời và thành tích của Trung tá Lê Bá Bình đã phản bác tất cả các lời kết án vô căn cứ của giới truyền thông Hoa Kỳ đã từng nói xấu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là chúng tôi muốn giới thiệu hai vị, đó sẽ một người đã viết cuốn sách bán rất chạy và một người sẽ làm cuốn phim mà chúng tôi tin rằng nó nói lên được cái chân lý, cái lẽ phải, cái công lý cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Mỹ và đồng minh đã chiến đấu cho tự do dân chủ miền Nam Việt Nam. Đó là cái phần chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Xin anh Quý giới thiệu tên tự vị cho chào khán thính giả. Dạ, kính thưa khán thính giả đài VSN TV, đầu tiên chúng tôi xin phép giới thiệu là tác giả Richard Watkin.
là tác giả của cuốn phim Ride the Thunder. Cái cuốn Ride the Thunder hiện nay đang có ở đây. Và cái người thứ hai đó là nhà làm phim Fred Costner, là ông đang thực hiện cái cuốn phim dựa trên cuốn sách đó. Actually, can you say hello to the audience, please, Richard and Fred? Hello, thanks for having us on. I'm sure grateful to be here today. Yeah, first of all, I want to thank you very much for having us on your show. And what we're going to talk about today is something that's very, very important. Vì có người nói là cái này quá sức hấp dẫn, nên xin phép quý vị hồi ngày hôm nay lẽ ra chúng tôi đi năm cái tin theo sốt dẻo về thời sự, nhưng mà chúng tôi đi thẳng vào vấn đề, cái tin đó tính sao. Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi hai ông. Thứ nhất là cái ông tác giả về cuốn Ride the Thunder. Xin ông hai vị cho biết tại làm sao viết cuốn sách này và tại làm sao người làm phim dùng cuốn sách này để làm cốt truyện của bộ phim, thưa anh. Dear Richard and Fred, can you please tell the audience the reason why you write Ride the Thunder? Sure. And why are you committed to do the film? Let me take the first part. Yeah, do it. Okay. Ride the Thunder is an important story about good men, American Marines and Vietnamese Marines. And the Vietnamese portion is critical because the main character, Le Ba Binh, is representative of so many people, hundreds of thousands of people in the Vietnamese community. theo tác giả thì cái cuốn sách này nó rất là quan trọng, bởi vì tập trung vào nhân vật Lê Bá Bình, là theo ông cho biết thì là điển hình cho tất cả một số lớn những sĩ quan của lực Việt Nam Cộng Hòa là đã tham dự cuộc chiến Việt Nam vừa qua. For Americans, very few people in America, even people that served during the war, know that the Vietnamese had a Marine Corps. And so many Americans don't understand how well the Vietnamese fought and how hard they fought against the communists. Đối với nhiều người, đa số những người Mỹ, họ chính họ không biết là quân lực Việt Nam Cộng Hòa có binh chủng thuộc lục chiến, và những người Mỹ cũng không biết được là cái binh chủng thuộc lục chiến đã chiến đấu anh dũng như thế nào trong chiến tranh Việt Nam. And one more important thing is today we are in a war for the truth. The world does not know the correct history of the Vietnam War, especially in America. Many Vietnamese do know the history of the war, but most Americans don't. And if we don't make this film, and I'll let Fred talk about it, if we don't make this film, Vietnam is only going to be remembered by movies like Platoon, Apocalypse Now, Deer Hunter. Those films portray Americans badly and Vietnamese badly. We need the truth out there now. Theo tác giả thì hiện nay chúng ta đang ở một cái giai đoạn là chiến đấu cho sự thật. Và dĩ nhiên là những người Việt Nam thì đều am tường hết về cuộc chiến Việt Nam, chiến tranh Việt Nam như thế nào. Tuy nhiên đối với người Mỹ thì họ làm như họ không biết. Và nếu mà thời điểm này mà không làm cuốn phim này thì chỉ cần một thời gian nữa là người Mỹ người ta chỉ còn nhớ những cái phim mà nó sai sự thật như là Platoon hay là Apocalypse Now. Deer Hunter. Deer Hunter too. Một câu hỏi, dạ xin ông đạo diễn cho biết cái mục tiêu, cái triết lý mà ông làm cuốn phim dựa trên cuốn sách này là thế nào? Dear Fred, the question is what is the philosophy? The philosophy meaning the message when you try to do the movie. Is the from the, what's the message? Yeah, from the book. Oh, the message is tremendously important. Not only about Vietnam, but about America today. The Vietnam War is one of the great tragedies in history. But what made it even more tragic is how American media portrayed Vietnam. They portrayed what was good as bad, and what they portrayed as evil as good. And this is what we're doing with the film. This is what Richard has done with his book, and this is what we're doing with the film.
is we're going to educate America, and especially I want to put emphasis on the Vietnamese youth, the younger generation, is that please do not believe what mainstream media tells you about the Vietnam War. Please don't. When you read your, the textbooks at school, question those things. Listen to your parents, your grandparents, your uncle. They know the truth. What is out in the media is not the truth. Our film, when it comes out, you will be absolutely surprised as to the truth of the history of the Vietnam War. And it's very passionate, and we're very excited about doing this. Thông điệp của cuốn phim là muốn nói lên là không phải là chỉ dành riêng cho Việt Nam không, mà cái chính là cho cả bên dư luận Hoa Kỳ nữa. Bởi vì cái cuộc chiến chiến tranh Việt Nam đã là một cái sự hỗn độn, mà những cái điều xấu nó trở thành tốt và những điều tốt trở thành xấu là vì truyền thông báo chí Mỹ cái thời điểm đó không có tường thuật một cách trung thực. Và cái mục đích của cuốn phim là nhằm hướng dẫn, nếu mà dùng chữ giáo dục thì hơi quá, nhưng mà hướng dẫn dư luận Mỹ và người Mỹ hiểu sự thật về chiến tranh Việt Nam như thế nào. Và cũng theo nhà làm phim Fred Costner thì nói với lại các thế hệ trẻ là khi mà đọc sách về sách giáo khoa về lịch sử Mỹ đó, thì đừng có vội vàng tin, mà phải dùng sự suy xét và hẳn hỏi những cái bậc cha mẹ, những bậc đàn anh là họ đã từng sự thật như thế nào khi mà họ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Yeah. It was long. Yes, it was. Cái câu hỏi kế tiếp là một người sĩ quan thi quân lục chiến, tác giả cái cuốn sách đó, rồi chiến đấu của bển, rồi có trở lại 4 lần ở Việt Nam, thì ổng nhìn thấy sau cái cuộc chiến tranh, cái hòa bình lập lại rồi đó, mà cái tình hình ở Việt Nam như thế nào dưới cái nhìn của ông? Richard, as a Marine, and because you came back to Vietnam many times in order to write your book, and what is your impression about Vietnam today? I was shocked. I did not serve during the Vietnam War. I served as a Marine after the war, but on my first trip to Vietnam, I was surprised to see so much more evidence of capitalism than communism. Capitalism. Yes. I laughed when I was in Saigon because there were so many Kentucky Fried Chicken signs with Colonel Sanders and so few pictures of Ho Chi Minh. So I thought the good guys won the war. Tác giả Richard đính chính là ông không có chiến đấu tại Việt Nam, tuy là ông là cựu thiếu tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Và cái cảm giác mà cái lần đầu tiên ông trở về Việt Nam đó, là ông có cảm giác là tư bản chủ nghĩa chứ không phải là cộng sản nữa. Bởi vì là ông thấy là ở ngoài đường thấy quảng cáo là những cái tiệm như là KFC, thì theo nghĩ đó là chúng ta thắng cuộc chứ không phải là chúng ta thua cuộc, tức là chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tư bản đã thắng cuộc tại Việt Nam. Xin quý vị đừng rời máy, sau vài phút thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ trở lại đào sâu hơn nữa cái ý nghĩa của cái việc làm cuốn sách này, vì đây là một cái cách mà để đòi hỏi lại cái công lý, cái chánh nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa với quý vị cũng như những người đồng minh đã chiến đấu cho Việt Nam, xin quý vị đừng rời máy. Trong phần bọc, anh em chúng tôi có trình bày cái cuốn sách gọi là của một cái tác giả mà viết hết sức là công phu liên quan tới cái cuộc chiến đấu hào hùng của những người thủy quân lục chiến Việt Nam và của người Mỹ. Nó đòi lại, nó trả lại cái chân lý cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái thứ kế tiếp là ông đạo diễn sử dụng cuốn phim này
để làm một cái cuốn phim. Câu hỏi kế mà anh em chúng tôi với ông nha sĩ Quý muốn đặt là: thưa tại làm sao mà hai ông, một người thì chọn một cái đề tài chiến tranh Việt Nam, cái người đó, người kế tiếp là muốn làm cuốn phim về chiến tranh Việt Nam, trong khi chiến tranh Việt Nam đã quá lâu rồi mà thấy cái giá trị của cái cuộc chiến rất là nhiều. Thì xin hai ông cho biết là cái cảm nghĩ của hai ông như thế nào khi chọn Việt Nam là đề tài, cũng như chọn Lý Trân Sài Gòn là cái bối cảnh của cuốn phim. Yeah. The question is the why do you pick a story about Vietnam and why do you make a movie based on that book and what is your impression about the Vietnamese community in Little Saigon? Should I take the first? Okay. I fell into the story sort of by accident. It's a story, it's a very basic story. It's a story about good men and good women. Le Ba Binh represents the entire Vietnamese community, but he was a man who fought the communists for 13 years, and then he was put in prison for 11 years, and then he came to this country. His wife stayed faithful to him all this time, suffered. It's a wonderful story about sacrifice and character and courage and loyalty and just perseverance. And he represents the entire Vietnamese community. Along with that, I know it's a long answer, along with that, the American side, we show the bond of the Americans and the Vietnamese together. That's so critical. And again, many Americans who served in Vietnam, even today, aren't really aware of how close the American and Vietnamese relationship was. Theo tác giả thì khi mà ông viết về cái cuốn sách này, nó là một cái tình cờ, nhưng mà ông thấy đây là một cái câu chuyện về người, một câu chuyện tốt về những nhân vật nam cũng như nữ, và trong đó thì là cái nhân vật Lê Bá Bình là cái người ông rất là ngưỡng mộ sau khi ông hiểu ra được. Và theo kinh nghiệm và theo tôi biết đó, thì sở dĩ ông Richard Botkin ông gặp được Lê Bá Bình là nhân dịp một cái buổi lễ năm 2003 tại Hoa Thịnh Đốn, thì Trung tá Lê Bá Bình được nhận cái được tặng thưởng cái huy chương Silver Star của quân đội Hoa Kỳ. Thì Trung tá Lê Bá Bình đã chiến đấu trong 17 năm trời, sau đó bị tù cải tạo trong 13 năm. Người vợ ở nhà là lo nuôi con. Thì nói chung đó, thì đây theo ông đó, đây là một cái câu chuyện tuyệt diệu, và nó như là một cái chuyện mà một người ở bên Việt Nam, một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một người là chiến sĩ quân đội Hoa Kỳ, hai người đã gặp nhau tại Việt Nam và cùng chiến đấu vì chính nghĩa tự do và tạo thành một cái mối dây mà huynh đệ chi binh. Rồi sau đó cả hai trở về cùng nước là cùng bị đau đớn, phải chịu đựng những sự đau đớn. Một bên như là Trung tá Lê Bá Bình thì là bị tù cải tạo và gặp bao nhiêu là chuyện đó là đau khổ. Và phía bên kia thì là cái ông Trung tá Ripley đó, ông về thì là bị dư luận Mỹ, những người chiến sĩ sau khi ở Việt Nam về đó thì họ bị xã hội gần như là ruồng bỏ thành thử. Nhưng mà cuối cùng á, thì họ lại gặp lại nhau và đã tìm lại được cái vinh quang, và họ hiểu rằng cái cuốn sách, mục đích cuốn sách khi mà tác giả viết ra đó để muốn nói lên đó là tất cả những sự hy sinh mất mát của họ không bao giờ bị bỏ quên, và họ tìm lại được cái vinh quang, cái niềm vinh quang. Well, the first thing I want to say is Richard and I love America. And we know what America can be. And when we came to Little Saigon, we saw a shining example of what America should be. You know, we came to where people love their families, they cherish the children that are very hard workers, and they understand the American dream. And when we came here, and I'm speaking more for myself, you know, everyone has come with open arms, they embrace. And the people of Little Saigon,
I wish it's a shining example of America, and it really is, and I feel that way. And that's why it makes this movie all that more important, because, and I know it's very difficult for a lot of people to look back to the Vietnam War. It's very, very difficult. There's so much suffering, so much death, and Richard and I mean, you know, we don't know that. You know, we understand, but we don't know. And I know it's hard to recount the war, but it's important because if we forget those who died, if we forget those who suffered, then their life does not have meaning. But if we remember them, if we broadcast the truth to America, if we stop the lies, we honor them, we remember them, their suffering, their lives do have meaning. And that is the most important thing. And I think it's about time, and Richard feels the same way, it's about time we stand up and say enough is enough. And America will find out the truth next year when our movie comes out. Mm-hmm. And again, I want to impress on the younger generations, get out there. Don't accept those answers that people tell you. Very nice. Wow. I'm sorry. It was very, very emotional. Too much. Nhà làm phim Fred Koster thì nói rằng điều khẳng định đầu tiên đó là ông là một người yêu nước, một người yêu nước Mỹ. Đó. Và khi mà đến Little Sài Gòn đó, thì ông thấy những cái sinh hoạt và những cái sự thành công của cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn, thì ông cảm thấy đây là một cái ví dụ mà nước Mỹ phải noi theo. Nó bởi vì là ông thấy những cái giá trị gia đình, cái sự đón tiếp mà coi như là mở rộng đôi bàn tay đối với cả hai người khi mà biết được ý định của họ là nói về sự thật về cuộc chiến Việt Nam, thì ông cảm thấy đó là khi mà nhắc lại về Việt Nam thì có thể sẽ gây lại một cái nỗi buồn, một cái sự đau đớn về những cái sự đau khổ mà cái cộng đồng người Việt họ đã phải chịu đựng. Nhưng mà ông Richard và ông Fred là muốn nêu lên cái điều quan trọng của cái cuốn phim này đó là phải vinh danh trở lại, phải vinh danh trở lại, phải đem trả lại danh dự và chứng tỏ cho toàn nước Mỹ, cho tất cả những người nước Mỹ. Bởi vì chính hai ông hồi đầu thì hai ông không biết. Ông không biết được, và những ngày hôm nay mà chúng tôi có hướng dẫn hai ông đi chơi ở vùng Little Sài Gòn, đi tiếp xúc ngày này ngày kia đó, thì có nhiều điều mà hai ông không ngờ được là cái sự đau khổ của dân tộc Việt Nam, trong nhất là người miền Nam trong cuộc chiến vừa qua, nó quá lớn như vậy. Mấy ông nghe những cái chuyện mà đổi tiền, đó là cái chuyện lần đầu tiên mấy ông trong đời mấy ông nghe thấy cái chuyện đó. Rồi cái chuyện vượt biên, rồi chuyện đó là cướp biển, rồi tức là ông không ngờ là một cái dân tộc nào mà có thể đau thương đến như vậy. Và chính ông nhiều lúc ông cứ hỏi là tại sao các anh chịu đựng nổi được. Bởi vì cái là cuộc đời của mấy ông thấy thì ở bên Mỹ thì nó quá dễ dàng đi, mà bây giờ nghe những cái chuyện như này. Thành thơ là Richard cũng như là Fred đó nói với tôi rằng là đây là cái coi như cái nhiệm vụ gọi là cuối đời của mấy ông này, phải làm được cái cuốn phim này, làm sao nói lên được sự thật, và làm sao khi mà mọi người coi xong cuốn phim này ra về, phải nhất là những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là các cựu chiến binh Việt Nam Hoa Kỳ, khi mà họ rời bỏ Giáp Bát, họ phải cảm thấy được là những cái sự hy sinh của họ không hề bị bỏ quên, và họ đã có được cái niềm vinh quang, chứ không phải là họ không phải là những người thua cuộc. Một câu hỏi. Dạ. Ông Koster thì ông có nói mở sách ra thì sách của giáo dục lúc trước là phản chiến viết nhiều, ở đại học cũng phản chiến. Yeah. Thì tôi cũng thấy như vậy. Kể cả bây giờ đó, mà ông Tổng thống Obama là vị Tổng thống của Hoa Kỳ mà còn lầm, khi ông Trương Tấn Sang đưa cái thơ của ông Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Jefferson thì là ông Obama nói là ông Hồ Chí Minh được cái inspiration, được cái cảm hứng
từ cái tư tưởng của ông Jefferson. Thì ông Tổng thống mà còn làm như vậy thì ông thấy người Việt có kinh nghiệm gì cộng sản hay không? The question is as you already said, the textbook is totally wrong about the Vietnam War, and actually recently our president Obama, he said that Ho Chi Minh has been inspired by Thomas Jefferson. So what do you think about this? As I said earlier, there's a war for history in America. So few people read anymore, and what they've read about Vietnam is mostly wrong. So I guess it's natural that the American president can get away with saying things like comparing Ho Chi Minh to Thomas Jefferson when there's absolutely no comparison. But so people won't read the book. We have to make a film. Not enough people will read the book. We have to make a film to show the truth, because the communists were the bad guys, the Vietnamese, the Republic of Vietnam were the good guys, and the Americans were trying to help keep them free. Anyway, we can go on and on, but things like that cannot be left to stand. Theo Richard thì hiện nay có thể nói là không có ai đọc sách nữa, bởi vì những cái sách nó sai lạc nhiều quá, và mà như vậy tự nhiên đó, là một vị tổng thống mà cũng có thể là sẽ không có đủ cái sự hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa cộng sản và đặc biệt là về Hồ Chí Minh như thế nào, thành ra là có thể nói những cái điều mà nó hoàn toàn là sai như vậy. Thì chính vì vậy đó mà hai ông này mới nghĩ là phải làm phim và nói đúng sự thật, không cần nói nhiều, nói đúng sự thật là Việt Cộng là kẻ xấu và quốc gia là với lại miền Nam Việt Nam Cộng Hòa và cũng như là những cựu chiến binh Mỹ là chúng ta là thuộc về cái gọi là Mỹ nó gọi là good side and they are the on the bad side. Okay, next. And how about your idea? Can you share the idea with you? Well, first of all, I'm going to speak my mind. Is that the President of the United States dishonored the Vietnamese people in the U.S. and also in Vietnam by doing that comparison. And if you notice, the mainstream media said nothing. They just reported it. And it's very scary. And remember, this is the creation, Ho Chi Minh's creation of the media. And that's what I want people to understand, is our media, our film will strip all that. They will show the truth of what really happened. And if I can share one story with you, if you don't mind, and I'll be quick. Mm-hmm. Hopefully not too long. Yeah, okay. Mm-hmm. But it shows how the American media during the war portrayed it. During the war, the communists would go into Laos, and they would attack Vietnam through Laos. This was against international law. So 17,000 South Vietnamese troops went into Laos to attack the communists and take care of the problem. Okay, which is great. Problem is, there was a spy in the American press corps, and he was an employee of Time magazine. He told the communists that they were coming. So 17,000 troops ran into an ambush of 70,000 communists waiting for them. And when they went in there, when the 17,000 troops fought, and we have eyewitness reports, this is the truth, they fought valiantly, they were brave, and they inflicted more casualties on the communists than the communists did on them. But because of the numbers, they had to withdraw. And when they withdrew, the American media goes, ah, we told you about the South Vietnamese. They don't want to fight, but they didn't do the whole truth. After the war, this reporter that was a spy for the communists, it came out that he was a spy. And the American reporters, big names, they said, oh, we don't care that he was a spy. We don't care. He is our friend. We like him anyway. And they gave money to his children to go to school in America. That is the American media that is not portraying the truth. And that is why they're biased.
And this is what this movie is going to bring out. We're going to bring the truth. À, thưa quý vị, à, câu trả lời của ông đạo diễn rất là quan trọng. Anh quý sẽ thông dịch lại sau vài phút thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời máy, bởi vì cái câu của ông đạo diễn cũng là một cái quan niệm để tại làm sao ông làm phim để đòi lại cái chân lý, đòi lại cái công lý cho Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị đừng rời máy. Dạ, cảm ơn quý vị đã không rời máy trong cái trước khi cái nghỉ giải lao mấy phút đồng hồ. À, thưa quý vị, có một câu hỏi cho chúng tôi đặt là cái sách báo của Hoa Kỳ thời chiến tranh Việt Nam không? Và bây giờ trong đại học cũng còn. Thì cái phản chiến nó là phủ cái bụi trên cái chiến chánh nghĩa của cái cuộc chiến đấu của năm quân đội lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân đội đồng minh ở tại Việt Nam. Thì chúng tôi có câu hỏi đến đổi mà ông Tổng thống Obama, thưa quý vị cũng nhớ, ông còn cảm hứng hay sao, ông nói là ông Hồ Chí Minh được cái cảm hứng từ ông Jefferson, từ chỗ đó. Thành ra ông đạo diễn, ông Custer, ông trả lời rất là rõ rệt, à, mà anh nha sĩ quý sẽ tóm kết lại cho quý vị coi một cái nhà đạo diễn người ta nhìn cái lịch sử và cái sự kiện thời sự như thế nào. Theo nhà đạo diễn Fred Custer thì khi mà ông Obama đã nói cái câu đó, đó thì đã làm xấu mặt cả, nghĩa là không những là cộng đồng người Việt, là xấu mặt cả người Mỹ nữa, là nó chứng tỏ là ông không có hiểu gì về cộng sản hết. Thì theo ông đây là một cái điều nó nguy hiểm vô cùng, nó nguy hiểm cho cả cái tương lai của nước Mỹ nữa. Thì do đó cái sự cố gắng của ông để làm cuốn phim này là cũng chỉ là nhằm để làm sáng tỏ vấn đề và nói lên đó là trong cái cuộc chiến Việt Nam vừa qua, cái vai trò của truyền thông nước Mỹ nó hoàn toàn sai lạc hết. Thì ông có đưa ra một cái ví dụ, một cái câu chuyện là chúng ta nhớ là cái năm 1971 thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã tấn công qua bên Lào với cái chiến dịch Lam Sơn 719 nhằm mục đích cắt đứt cái đường xâm chiếm của Bắc Việt, gọi là chiến dịch Snowden đó. Không, Lam Sơn 719, Snowden là Campuchia. Dạ, thì cái xin trở lại với quý vị khán giả là cái chiến dịch Lam Sơn 719 nhằm cắt đứt cái đường tiếp vận của Cộng sản Bắc Việt đi theo đường mòn Hồ Chí Minh vào trong phía Nam. Thì bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì có được 17.000 quân, thì rơi vào cái ổ phục kích của 70.000 quân Bắc Việt. Thì theo những cái tài liệu và những sự nghiên cứu của nhà làm phim Fred Custer thì sở dĩ có cái tình trạng đó là bởi vì chính một ký giả của Time Magazine mà làm việc cho cái tập đoàn báo chí thời đó đã tiết lộ cái tin tức, bởi vì cái người này chính là chỉ là gián điệp thôi, đã tiết lộ tin tức cho phía Bắc Việt họ biết. Thành ra là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị lọt vào ổ phục kích, và là tuy họ chiến đấu hết sức là anh dũng, hết sức là dũng mãnh, nhưng mà cuối cùng cũng phải rút về, bởi vì 17.000 làm sao mà đánh lại 70.000 quân. Thì chính cái giới truyền thông mấy lúc đó lại cho rằng thấy chưa, tôi đã bảo mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có chịu đánh nhau đó. Và thậm chí đó có những cái câu chuyện mà họ xé to ra, ví dụ như là cái người lính họ chụp được những cái hình mà người lính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là băng vết tay lại để tránh bị nhiễm trùng, bởi vì trong rừng rậm nó thì bị chảy tay là cũng phải băng lại, đúng không? Thì là cái giới truyền thông Mỹ mới cho rằng là những người này giả bộ,
giả bộ là bị thương để được đưa về hậu phương. Thì mà lại cái một điều mà nó đau buồn nữa là sau này khi mà rõ ràng ra đó, chính cái người ký giả đó, một cái người mà cũng khá nổi tiếng trong giới truyền thông Mỹ mà nhà làm phim Fred Koster không muốn nêu danh tiếng lên đó, thì lại đến khi mà biết được người đó là gián điệp cho Bắc Việt thì cái thái độ lại bảo như vậy thì có sao đâu. Và cho tới bây giờ đó là những cái người mà truyền thông mà thuộc phe phản chiến và thân cộng ngày đó, đó vẫn còn là gửi tiền về để cho và bảo lãnh cho con em của cái người đó đi qua bên Mỹ để mà học ở những trường đại học. Cho tôi nói thẳng, không giấu tên nhưng mà tôi biết. Nè. Đó là ký giả Phạm Xuân Ẩn. Nè. Sau này khi Sài Gòn sụp thì Cộng sản Hà Nội đưa ổng lên hàng đại tá của Cộng sản, bởi vì đó là một nhà báo làm gián điệp cho Cộng sản. Dạ. Bây giờ qua cái câu kế tiếp, thưa theo cái chỗ chúng tôi theo dõi việc làm thì quý vị có đi San Diego, là nơi có một cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông hàng thứ ba ở tại California, và kế thứ là quý vị có ghé lại liên lạc với cái chùa Điều Ngự là văn phòng 2 của Diễn Hóa Đạo, là tượng trưng cho một cái đạo Phật đương đòi tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước, để sử dụng những cái nơi đó và nơi các nơi đó cũng rất là vui vẻ để mà giúp cho quý vị làm phim. Thì quý vị có thể nói cho các khán giả VSN biết về cái tình hình tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt để làm cuốn phim này như thế nào? For what we have heard, you guys came down to San Diego to look for some place for outdoor shooting, because over there there are pretty big Vietnamese community over there, and also you already have contacted the Dieu Ngư Pagoda in order to use its facilities, and you have been very welcome. And is it true? And can you tell more about the those things you already done? Everyone in Little Saigon has opened their arms and embraced our film and Richard's book, and especially at the temple. It's overwhelming. The monks, the enthusiasm. They open their doors. They open their doors and they say no, you know. Film here, no cost. That's how much they believe in this film, that we have to get the word out. And I can't begin to see how wonderful the reception has been. But you know, the reception that we got at the temple is a reception that we got everywhere we go. I don't know what to say other than it's heartwarming. I mean, I think it reaffirmed, huh, Richard? Yeah. Why we're doing this. You know, Richard and I have often talked, we're on a mission. And I think we reaffirmed it. Let me underscore that shortly and just say this. The American veteran who fought in Vietnam and our Vietnamese allies deserve a better place in history, and we intend to give it to them. Yeah. That's it. Anh Dịch Yên. Theo nhà làm phim Fred Koster thì khi mà ông đến cộng đồng người Việt tại Orange County này, tất cả mọi người đều mở rộng cánh tay đón mừng các ông khi được biết được cái ý định các ông muốn làm một cái cuốn phim về chiến tranh Việt Nam và nói sự thật về chiến tranh Việt Nam. Thì đặc biệt là chùa Điệu Ngự đã hết sức là mấy ông cảm thấy là không còn có thể nào nói được nữa cái tấm thịnh tình của nhà chùa đối với một cái công việc các ông đang làm, là thậm chí lại còn là bảo là cho mượn chỗ để mà quay phim mà không cần phải trả tiền nữa. Thì đối với người Mỹ đó là cái điều mà họ hết sức là ngạc nhiên. Họ hết sức là ngạc nhiên là một cái địa điểm để mà quay phim, để quay những cảnh ở trong ấy, thì lại không phải trả tiền nữa. Ngoài ra đó thì mấy ông cảm thấy là ở đâu cũng vậy, không phải là riêng chùa Điều Ngự. Ví dụ như ngày hôm nay mà được
và anh Vi Anh là đón tiếp và cho những cái talk show như thế này thì là mấy hai ông thì là nói là quá sức là tuyệt vời, và mấy ông cảm thấy đó là cái nhiệm vụ của mấy ông lại càng còn lớn nữa, thì mấy ông phải quyết tâm ông làm cho bằng được cái chuyện này. Và đây là một cái công việc để trả lại danh dự cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng như các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu cùng với nhau tại chiến trường Việt Nam. Dạ, để kết thúc chương trình, thưa với quý vị, rất tiếc tôi tính dành cho một vài phút để quý vị nói đôi lời tâm huyết với khán thính giả, nhưng mà hết giờ. Xin thay mặt cho VSN TV, chúng tôi xin cảm ơn hai vị đến với khán thính giả VSN TV. Và thưa với quý vị này cũng cần cái sự hiểu biết, cái kinh nghiệm của quý vị về Cộng sản Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với quý vị này để giúp cho cái cuốn phim xác thực hơn, hay hơn, qua email này info@ridethethundermovie.com. Tôi xin đọc lại info@ridethethundermovie.com. Thay mặt cho VSN, tôi xin thành thật cảm ơn hai vị cũng như là anh Quyết. Cảm ơn. Okay, you can say hello to the audience. Thank you for watching. And again, the Vietnamese deserve a better place in history that fought on the right side of the war. We intend to give it to them. Thank you. Yeah, thank you for your time. And please remember, don't forget, don't let the big media control us. Please remember the war and those who suffered and died. And if I can mention one thing just real quick, is that in our movie premiere next year, it's going to be a big event. It's going to be more than just a movie opening. We are bringing the community together. We're actually bringing the movie wall. No. Yes. Yeah. Oh, no. But what we're doing is we're bringing the American veterans and the Vietnamese together to celebrate. And also, as Richard had mentioned before, there was victory in the war. There was. And the soldiers who fought, you know, South Vietnamese, American, it was a just cause, and it was a good thing, and you did save many lives. So I hope with the opening, I hope you all join us. It's going to be a wonderful opening. It'll be a celebration. Vâng, ngắn gọn thôi quý. Thôi có thể là để chào. Vậy chúng tôi xin thân chào và cảm ơn đài VSN TV cũng như quý vị khán thính giả. Dạ, trân trọng kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả.